Đố mọi người biết ở phía sau của mình là gì không? Đây là công trình tre lớn nhất Việt Nam. Nếu chỉ có một buổi sáng ở Grand World thì các bạn sẽ khám phá những gì? Khu nào là miễn phí, khu nào là đóng phí? Chỉ coi hết video của mình để biết thêm nha. Dưới đây là 5 điểm check-in miễn phí nha cả nhà. Đầu tiên là chúng ta sẽ đến với công viên Urban Park, đến với Grand World Phú Quốc mà không ghé thăm công viên này là một thiếu sót nha mọi người. Nó có tổng cộng là 55 công trình nghệ thuật lớn nhỏ. Ở đây có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo và lạ lắm nha. Cùng tụi mình khám phá nha. Nhìn bằng inox á. Đây. Bàn tay ngồi lên đây. Đây, bằng inox, tất cả inox nha mọi người. À. Tính ra nếu mà so với diện tích đó là nguyên cái khu Grand World này và cái khu vui chơi bên kia mọi người là rất là rộng luôn nha, cả một khu luôn á. Quá rộng. Xã Thần Tiên nè. Chui vào ống đó mà thả xuống nè. Được không? Có ống đó. Được, đúng không? Ừ. Có ống trượt đó. Đây mọi người, nếu trường hợp ở đây mà đông vui mà cũng có nhiều cái kết nối là nếu người ta đi thuận tiện rồi, tại vì nó xa quá, người ta hồi xưa giờ đã quen ở trung tâm mà thị trấn Dương Đông, thành phố trong cái Dương Đông rồi, Dương Đông Dương Tơ rồi, bây giờ cũng vậy mà sẽ chui vô trong khu vườn cổ tích nha mọi người. À, bây giờ mà đi ra tầm 25 cây, 30 cây. Tính 30 cây để đi qua đây thì hơi xa quá. Tính qua bên kia quay xuống. Đây mình đi lên trên này tới xong rồi qua bên kia là mình sẽ là con bướm bay bay. Con bướm xinh. À có cầu anh em này ơi, hảo không? Wow. Này giống như kiểu là xứ sở thần tiên mọi người. Đây có hoa các thứ nè. Đó. Đây, 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 nhìn đây, đây, đây. Đây, đây xứ sở thần tiên này, con bướm bay. Còn lên trên nữa kìa mọi người ạ. Đi lên trên nữa. Đây, giờ mình sẽ vô cầu trượt nha. Nó cầu trượt mình. Đó. Mình sẽ leo lên đây. Trước tiên là mình sẽ phủ cái chân cho nó sạch sạch á. Hồi nãy mình không mang dép là vì sự dính dép cho mình. Mình sẽ nằm xuống. Cái này mấy cái. Rồi. Bước thứ ba là mình sẽ đẩy chân cho nó trượt. À, giờ đổ mồ hôi rồi, nó không trượt rồi mọi người. Chịu trượt. Chịu trượt nè. Chịu nó chịu nghe, nghe. Mồ có nói luôn hả? Nghe rõ luôn á. Mồ cũng nói nghe luôn á. Nghe luôn hả? Trời đất ơi, nghe cho nó. Nè. Đã đi tới đây thì mình tranh thủ mình check in hết mọi người ạ. Được mấy khi mà mình vào ở đây đâu. Bên kia là cái cổng mọi người, cái cổng chào của Grand World. Nhưng mà là bằng tre hết rồi mọi người ạ. Đấy, một tí mình sẽ đi qua đó rồi cụ thể sẽ như thế nào nha. Đây là công viên nè. Vô đây thơm ghê. Ừ, có hoa nhiều quá. À, đây hoa nè mọi người. Đây, hoa nè, quá trời hoa luôn. Đây qua thác nước kìa. À, ok. Sao đó được? Sao đó được? Mời đẹp. Mời đẹp. Tiếp theo thì mình sẽ tới khám phá công trình tre lớn nhất Việt Nam nha. Công trình tre này với 32.000 cây tre tầm vong đến từ tỉnh Tây Ninh và của kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa. Nằm ngay mặt đường ra vào nha mọi người. Mọi người đi ngang qua sẽ thấy nó. Được lấy ý tưởng từ những biểu tượng tinh hoa Việt Nam là cây tre để quảng bá nét tinh hoa độc đáo của Việt Nam đến với toàn thế giới. Đây là cái nội dung, các nội dung của cái công trình này là công trình huyền thoại tre này. Vẻ đẹp hiện thân cho tình hoa Việt Nam. Đó, huyền thoại tre là một tác phẩm kiến trúc nổi bật
được sáng tạo bởi Võ Trọng Nghĩa, kiến trúc sư nổi tiếng khắp thế giới với các công trình sử dụng chất liệu tre và các vật liệu dân gian. 32.000 cây tre nha mọi người ha. Đây là công trình này để có thể tư tốn là 32.000 cây tre tầm vong. Tre tầm vong đúng chưa? Đây là mình hay gọi là cây tầm vong á. Đó. Là cũng của nó cũng là dòng họ với nhau là đều chiếc tre hết, nhưng mà cây tầm vong nó cứng hơn rất là nhiều, nó ít có rỗng. Còn tre thì nó sẽ rỗng gọn bự hơn rất là nhiều. Và được lựa chọn kỹ càng từ Tây Ninh và đưa về quảng trường Huyền Thoại, tạo nên một cụm công trình với chiều cao gần 15m với diện tích lên đến 700m2. Sự hiện diện của công trình tại quần thể Ranwer Phú Quốc góp phần mang vẻ đẹp đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc đến gần hơn với du khách Việt Nam và thế giới thông qua sự tái hiện hoàn hảo của ba biểu tượng văn hóa lâu đời của Việt Nam, đó là thứ nhất là cây tre nè. Đó, hình ảnh gắn liền với tâm hồn và cốt cách của dân tộc, có những phẩm chất đáng tự hào người Việt, giản dị chí khí. Và hình bông sen, đó là hôm đầu tiên mình vào thấy hình bông sen mọi người, phía ở trên đỉnh, ở trên đây nè, trên đây nè, là cái hình là biểu tượng hình bông giống bông sen. Đó là biểu tượng hiện trên của văn hóa và cốt cách thân cao đậm chất Á Đông. Đó, và tiếp theo đó là trống đồng. Đó. Mặt trống đồng là bảo vật hiện thân cho nền văn hóa văn minh Văn Lang này, Văn Lang Âu Lạc, đó văn hóa Việt Nam nói chung. Wow, đều có một cái ý nghĩa thôi mọi người. Thế vào như mình nhìn thấy là có một cái vòm phía trên là mình liên tưởng ngay đến bông sen, ngay búp bông sen tỏa ngay. Này là gì đây? Cành cây nhỏ thế chắc. À, có cái khắc nào quên, khắc gì lên từ lưng. Tên. Wow, có nhiều lắm. Ở giữa này giống kiểu như là một cái mà một bức sen luôn. Wow. Rất vui. Nhiều cái này nhìn gối giống không? Hiểu đấy. Hay là bằng gì đó? Mình nghĩ gì ta? Mình bạn. Có tâm hàng nghệ sĩ thì mình vô mình hiểu. Bạn nào mà có tâm hồn nghệ sĩ thì vào comment mình lựa nghe, chứ mình là thua rồi đó. Có vẻ mặt nghệ thuật là mình không điểm của đời sống. Hai con bồ câu đúng không? Mọi người ạ, đây mình thấy rõ ràng người ta đây những cây tre này và buộc kết với nhau một cái loại dây rất là cứng này, và có bớt thêm một cái keo này cho nó có sự liên kết. Không có một cây đinh luôn nha, chỉ là điểm nhau như là những chốt của cây tre luôn nha, những cái tre hoặc bằng bông này. Wow. Còn phía trước thì cái cổng chính là một cổng chính như vậy. Hồi này cũng có xung quanh cũng có nhiều ảnh nè, người ta trình bày những ảnh, những cái bức hội họa. Hình như mình hiểu sơ sơ thôi, chứ không có nào biết được hết về cái nội dung ẩn ý của người ta hay như thế nào. Nhưng mà mình cảm thấy mình ấn tượng về một cái mặt rồi quy mô và cái cách mà người ta tạo nên một cái mà thương hiệu mọi người từ tre và từ những cây này gọi là tre thôi. Nhưng thực chất nếu mình nói đúng nha, ở quê mình gọi là cây này cây tầm bông nha. Đó. Nè, những cái mắt này của cây tầm bông nè, còn những cây tre thì sẽ bự hơn tí. Đó, đây nè, đây là mắt này, mắt có ngày này mắt cây tầm bông nè, và người ta liên kết với nhau bằng những cái cây đinh mà cây luôn. Thuộc này phía trước này đây, Ranwer. Wow, nhìn rất là đây là trước chưa có nước mọi người, nếu mà có nước vào đó thì cũng sinh động lắm. Ok, giờ đây sẽ mình sẽ quay phim và chụp hình ở đây nha. Thank you.
cho người khác. Tiếp theo là tụi mình sẽ khám phá tinh hoa Việt Nam. Thì khu này có tất cả 2920 mini show ban ngày và 265 show diễn vào ban đêm nha mọi người. Thì show diễn ở ban đêm thì người ta sẽ thu phí nha cả nhà. Còn nếu như mà mình đi ban ngày thì hiện tại là mình thấy là không có thu phí. Thì mình cũng có nghiên cứu thì giá vé ở đây tầm khoảng cho người lớn là 300k và trẻ em là 230k. Tụi mình dạo quanh một vòng và thấy những cái gian hàng nghề thủ công Việt Nam xưa như dệt, gốm sứ, cổ phục rất là đẹp nha mọi người. Rất là cổ xưa luôn. Mình lúc nhỏ mình hay coi mấy cái chuyện cổ tích đồ á, thì thấy cái cảnh này thì mình nhớ lại những cái bộ phim mà mình đã xem thì rất là giống luôn nha mọi người. Rất là đẹp luôn. Thì tụi mình cũng đi dạo quanh một vòng nhanh nhanh rồi tụi mình sẽ đi qua những cái địa điểm khác. Vì cái thời gian thì có hạn, tụi mình sẽ đi một vòng trong một buổi này thôi. Giờ tụi mình sẽ sang địa điểm khác nha mọi người. Tiếp theo là mình sẽ dạo quanh thành phố không ngủ và chụp hình sống ảo nha mọi người ơi. Ở đây thì có rất nhiều góc sống ảo nè. Và nhìn xung quanh thì các bạn sẽ thấy có những dãy nhà giống như kiểu xây theo kiểu Ý. Mọi người có thể thấy trên TV hoặc là đã tham quan rồi nha. Cuối cùng tụi mình sẽ đạp xe ra biển thôi. Grand World thì ở đây cũng là biển miễn phí luôn nha mọi người. Nhưng mà lúc mình đi thì cảm thấy là biển ở đây không đẹp lắm. Là vào các khu có tính phí nè cả nhà. Thứ nhất là tham quan sông Venice trên thuyền gondola phiên bản Việt, giá từ 150 cành cho đến 200 cành cho một lượt. Bạn sẽ có trải nghiệm thú vị trên những con thuyền gondola trôi dọc bờ sông, ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn của thành phố Ý được mô phỏng trên những tòa nhà cổ kính. Thứ hai là tham quan tòa nhà gấu Teddy Bear, giá vé cho người lớn là 200k và một trẻ em là 150k. Điểm này thì mình chỉ ghé chụp hình sống ảo chứ không có vào cổng. Giờ mình đã tới bảo tàng gấu Teddy Bear. Đây, đứng này, đó có một con gấu con. Rồi, hướng bên này là thành phố. Hôm nay là ngày thứ tư mình ở Phú Quốc rồi thì có vẻ là như không phải là ngày đông nhất. Buổi tối được, buổi tối là trình diễn nhạc hội thì đông, còn ban ngày ít người. Chắc có thể là một là phần người ta đến đi chơi thôi, vui chơi thôi, không ở lại qua đêm như tụi mình, và người ta sẽ đi về trong ngày đó. Còn ngày sáng sớm thì chỉ có những cái đoàn người ta đến đây, người ta vui chơi giải trí, chơi trò chơi rồi thưởng thức ăn uống đó. Những cái điểm trung gian thôi chứ nó không phải là điểm người ta lưu trú liền nhiều. Còn đa phần là nước ngoài cũng có nhiều người. Ok, bây giờ là mình sẽ quay về khách sạn và cảng hầu thôi nha mọi người, và tiến hành đi về dân cậu thôi, về Hàm Ninh chứ, về làng chài Hàm Ninh. Không, xong sau đó thì mình sẽ mua ít đồ và lưu niệm, vui chơi ở đó một tí, và 2 giờ chiều thì mình xuất phát về tại đất liền mọi người. Cái bến mình đi đó là tàu Super Đông và nó là phải vòng Hàm Ninh đi về Hà Tiên nha mọi người. Đó, theo lộ trình của mình là vậy. Lượn một vòng thành phố không ngủ rồi tụi mình trả phòng khách sạn, đi đến bến tàu để về lại đất liền. Buổi sáng hôm nay thì trời cũng rất dễ chịu và trong lành luôn. Vé tàu thì mình cũng đã đặt trước rồi, giờ chỉ việc ra đó lấy và chờ lên tàu thôi cả nhà. Lượt ra thì mình đi tuyến Rạch Giá Phú Quốc, lượt về thì mình đi tuyến Phú Quốc Hà Tiên. Vì sao mình lại tuyến Hà Tiên? Vì chuyến này thì chủ yếu là mình khám phá một vòng An Giang, Rạch Giá, Phú Quốc, rồi từ Phú Quốc về Hà Tiên, Tịnh Biên. Thì đường Tịnh Biên thì nó sẽ giáp biên giới Campuchia về lại Long Xuyên và An Giang, nên cái quãng đường đi sẽ xa hơn so với lúc đi. Từ Hà Tiên về lại Long Xuyên thì tầm 130 km, đi hơn 2 tiếng 30 phút. Và cái đường nó cũng khó đi hơn cái đường Rạch Giá nữa mọi người.
Giờ này là hơn 12 giờ trưa và mình đặt vé chuyến 2 giờ chiều thì về tới Hà Tiên cũng 1 tiếng 30 phút, cỡ là 3 giờ 30 đến 4 giờ á. Hơi phê nha mọi người. Là mình đi hướng Nam nè, hướng Tây nè, hướng Bắc nè, còn hướng Đông là Hàm Ninh là mình chưa đi. Bây giờ mình sẽ đi Hàm Ninh là hướng Đông luôn mọi người. Đó, là mình đi tham quan 4 đảo luôn nha. Là mình đi được Đông Tây Nam Bắc của Phú Quốc luôn rồi đó. Hả? Cửa xe à? Cửa xe vào trong à? Gì thôi đi hả? Qua wow, có trở đi. Nhưng mà chưa quá mọi người. Thôi giờ mình chạy luôn nha. Ăn khởi đêm đây. Đây mọi người, bản hướng dẫn nè, đây dòng xoay này. Cảng Bãi Vòng nè, phà An Bình nè, cảng Bãi Vòng nè. Là mình theo bẹo bên tay trái nha. Ok. Vào nhận vé trước mọi người nha, vào lấy vé trước rồi xong sau đó thì mình sẽ mà đi vòng vòng ở đây. Chứ có đông đâu nhiều ha. Đây là đảo Phú Quốc đấy. Vào đây. Lấy vé. Xe đi. Đi Phú Quốc Express xe bất động cả. Ok. Để mình vào lấy vé nha mọi người. Giờ mình sẽ ra lấy vé nha. À chị ơi, cho mình lấy vé với. À chuyến 2 giờ. À, Hà Tiên, Phú Quốc Hà Tiên. Đi hôm nay, đi mấy vé? À, 2 vé với 1 xe. Mình có điện lúc sớm á. Là đã đặt rồi. À đúng rồi, điện thoại đặt rồi. Hello, xin chào mọi người. Hiện tại là Tăng đang có mặt ở bến tàu rồi. Bến tàu này là Bãi Vòm, Hàm Ninh nha mọi người. Trên đường về thì mình có một cái sự cố mà mọi người bị đốn nhủ là trời ơi, mấy cái bạn trước thì mình toàn là chụp hình chứng minh là không à. Thì mình đi mình trả phòng không có ok và trả tiền trước không ok. Thì đến cái phòng hôm qua mình bút ở Vanguard thì lại là quên chứng minh mọi người. Sáng rồi bút phòng xong, trả phòng xong rồi lại là quên. Thì bây giờ ngày mai người ta sẽ chuyển vào đường mua điện cho mình đó. Hay là bây giờ mình sẽ đi về thôi và ngày mai đợi anh chủ khách sạn chuyển lại cho mình. À, Hà Tiên ở dưới không? À rồi ok. À ok, vậy sẽ chạy xuống mình, chạy xuống mình đợi nha mọi người. Thì lại là sự cố không mong muốn, giờ phải chuyển chứng minh về cho mình đấy. Đâu tích bờ đông đâu. Ủa,
quốc express. Ây da, giờ phải đổi xe đi chứ. Ây da, ây da. Ok, bây giờ cũng đông rồi. Phú Quốc Express 6 hãy số 5. Giờ đợi không mọi người? Tự nhiên lúc sáng mình lại quên là sáng mình còn mua một ly cà phê của chị nữa mà mình lại quên cái vụ mà chứng minh của mình nữa chứ, căn cước của mình. Thật tình bây giờ phải đợi cái anh mà chủ khách sạn ngày mai chuyển với mình đường bưu điện gì thôi mọi người. Rắc rối thiệt, chuyến đi Phú Quốc do mình nữa, do mình lại quên đấy chứ, chứ không phải lý do là chị chủ kia, mình lại quên. Giờ vé mình đã mua xong rồi, mà ship của mình bây giờ quá cũng hầm hầm thì sớm vậy. Thôi giờ để ngày mai nhận đồ đó, ngày mai chuyển đi chắc ngỡ thứ hai mới nhận được quá. Rồi bây giờ là mình cũng chuẩn bị lên tàu luôn mọi người. Đây con xe mình nè, mình gửi xe này, giờ mình đi lên. Chuyến này phiêu lưu thì cung đường nào cũng có cái hay riêng. Video sau thì mình sẽ liệt kê các chi phí cho chuyến đi Phú Quốc 4 ngày 3 đêm tổng thiệt hại là bao nhiêu, để cả nhà mình có đi Phú Quốc bằng xe máy thì tham khảo nha. Hẹn một người ở video tiếp theo của mình nha. Bye bye.